Video này anh sẽ review các cái project FBI. Thì ở đây anh sẽ giới thiệu qua một số cái file mà mình cần chú ý. Đầu tiên là cái file NV này này. Cái file NV này là cái file để mình sẽ connect kết nối cái cơ sở dữ liệu thông qua những cái biến này. Đấy. Thông thường thì kể cả không phải là Node.js hay là kể PHP hay là các ngôn khác thế thì nó đều có những cái thông tin để kết nối cơ sở dữ liệu như là cái host của nó là gì, local host hay là 127.0.0.1 hay là bất kỳ một cái gì đấy. Tiếp theo là một cái port bình thường ấy, mặc định đối với Windows nó sẽ port khi mọi người cài ấy, nếu mà không nó không bị sung cổng hay là nó không bị một cái lý do gì khác ấy, thì cái port của nó sẽ là 3306. Tiếp theo là cái username mặc định của nó là thông thường nó hay để là root, và cái password này thì không phải máy nào cũng có. Đấy, có những máy nó sẽ không cài thì cái root này nó sẽ không không cần điền, còn máy nào nó cài thì mình sẽ điền vào. Đấy. Còn đây là cái tên cơ sở dữ liệu, đây là cái port. Port này là gì, để ví dụ khi mà các bạn run cái project backend này lên này thì nó sẽ tạo ra một cái service, web service nó run bằng một cái là gì, theo một cái port là 3306 ví dụ. Start. Đợi một chút. Đây, các bạn sẽ thấy này, đấy, nó sẽ đang ở trên này, ở trên này mình không sâu nhưng mà ok. Đây mình sẽ mở new một cái tab này. Đây localhost này 3006 này, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Hoặc là ở đây thay vì localhost này thì các bạn cũng có thể để 127 nhá, 127.0.0.1. đấy các bạn nhìn thấy nó đều được, hai này nó đều được. Tiếp tục là Swagger. Thông thường ấy, những cái framework cũng như của thằng Node.js ấy, nó đều sẽ hỗ trợ cho các bạn một cái nữa là Swagger. Cái này là gì, để bảo các bạn document lại API cũng như là test cái API đấy. Thì ở đây trong số code thì mình cũng đã có những cái document đấy, những readme cái API để các bạn có thể biết được trong cái số code của mình hiện tại nó đang có bao nhiêu cái API và cái method phương thức là gì, post hay get, param là gì đấy, cái endpoint của nó là gì, như thế nào. Tiếp theo nữa là gì, cái sigma này có nghĩa là nó giống như kiểu mà cái tên cái các bảng các table ấy đấy, rồi các cột là gì ấy. Nếu mà các bạn khá là đầy đủ thì nó sẽ hiển thị nó sẽ có những cái khi mà thêm mới thì nó sẽ có cần thông tin gì, hoặc là update thì các bạn cần đẩy những cái thông tin gì đấy, đại khái là như thế. Tiếp tục mình sẽ đi sâu tiếp vào từng cái folder. Ở đây là cái tiếp theo là cái thêm một cái file này là package.json. Thông thường thì đối với những cái framework về JS ấy, kể cả frontend hay backend nó đều sẽ có một cái package.json để nó cài các thư viện. Đấy, đây các bạn có thể nhìn thấy này, hoặc là những cái câu lệnh để mình run mình build. Đấy. Và những cái các thư viện đấy thì nó đang tương thích những cái version đang được cài ở cái version nào. Đấy. Những cái config này thì thôi bỏ qua đi, mình sẽ không không đi sâu vào những cái config. Tiếp theo là cái folder upload này thì để mình upload thôi thì không 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 nói sâu. Tiếp theo là ở trong cái source src này nó sẽ chứa những cái module. Đấy. Cái main này thì nó gọi là nó khởi tạo, nó init, ví dụ như ở đây nó đang khởi tạo cái Swagger này. Đấy. Và gì? Ở cái API của các bạn ấy, thông thường mình sẽ setup những cái prefix kiểu như là cái domain này cộng với cái API cộng version cộng với những cái endpoint phía sau. Đấy, thông thường mình sẽ để mặc định cái prefix là API thôi. Tiếp theo là một cái module. Ở trong cái module này thì mình sẽ yêu tất cả những cái module mà mình tạo, bởi vì mình sẽ tách từng cái module để mình xử lý cho nó, gọi là cho nó minh bạch, cho nó tường minh nhé. Đấy, mình tách module để mình hiểu dễ biết tên và cũng như là nó clear ấy. Đấy, cái đoạn này là đoạn validate cái dữ liệu này. Đấy, ví dụ như ở đây ví dụ như trên mình mà run cái project này thì ở trên frontend, trên một số máy của bạn sẽ bị lỗi do là cái password này nó bắt bắt nhập, mà ở một số máy của các bạn không có password. Ví dụ ở đây các bạn có thể là bỏ cái password này đi này.
đấy, bỏ cái require nó là bắt buộc đấy. Hoặc ở đây rồi các bạn comment luôn được, không 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 cần phải mở, có rồi thôi đấy. Cái này thì nó kiểu dạng như là để khởi tạo cái ban đầu thôi, thì cái này mình sẽ không cần dùng. Đấy, tiếp tục ở đây trong trong này, ví dụ như cái Authent này, để trong này nó chứa tất cả những cái API liên quan tới việc là đăng ký, đăng nhập này, các bạn nhìn này, đăng ký này, register này, đăng nhập này. Đấy, refresh token hoặc là get profile của tài khoản vừa login. Đấy, những cái này là những cái kiểu như zealotry của thằng Node.js thôi, để nó bypass cái token ra thông tin tài khoản thôi, cũng như là cái thời gian expire time của cái token đấy. Tiếp theo nữa là ở trong cái backend này, trong backend này nó sẽ chứa toàn bộ những cái module API cho phần backend. Ví dụ như là article, category, menu, order, product, slide hay là transaction là đơn hàng hay user. Đấy. Thì tất cả module này nó sẽ nó được khởi tạo qua cái backend module này. Đấy. Cũng giống như thế, frontend này cũng sẽ tương tự. Đấy. Mình tách như này thì để các bạn ví dụ như muốn check API backend hay check API frontend thì các bạn vào từng cái module này thôi. Và API product thì vào từng API product này. Đấy, product này. Nó khá là dễ. Cái chỗ payment này là để là phần thanh toán thôi. Upload này cũng thế, để mình viết mình tạo một module upload riêng, mà upload cho cả frontend và backend thì mình sẽ tách riêng ra, mình không để chung. Cái init này là những cái kiểu dạng để ấy lốc của exception thôi, cũng không không cần quan tâm lắm. Đấy. Tiếp tục mình sẽ đi chi tiết vào một cái ví dụ một cái nhá. Ví dụ như là ở đây các bạn để ý này, mình sẽ test một cái ví dụ như là cái đây product list này đi. Đây các bạn có thể kích chai này, các bạn lấy được cái COD của backend nhé. Ví dụ nhé, đây là COD này. Thì các bạn làm việc thì các bạn sử dụng Postman. Ví dụ như các bạn làm backend thì các bạn nên sử dụng Postman để test. Đấy các bạn nhìn thấy này, đây là lấy thông tin danh sách API, danh sách product. Đây thì các bạn sẽ nhìn thấy này, cái này là cái mặc định mình đã set rồi. Tiếp tục CMS product list thì ở đây nó sẽ được gọi ở đâu. Đây, trong này các bạn để ý product này. Controller đầu tiên nó sẽ đi vào cái controller này nhá. Đây các bạn nhìn thấy này, trong này nó sẽ khai báo này. Verific của nó là CMS product này. Đấy. Mặc định là nó đã có API rồi nhá, do mình đã khởi tạo ở cái main rồi. Đấy, thì ở đây trong này trong controller này nó sẽ gọi là CMS product này và gì này. Đây, method get này các bạn nhìn thấy chưa? Get. Đấy, lead. Đấy, thì vị trí là cái đoạn này API này nó đang được xử lý ở trong cái controller này. Đấy các bạn nhìn thấy nó rõ ràng chưa? Và trong controller này thì nó sẽ có những cái param này. Đồng thời là nó sẽ gọi tới get list product ở trong cái product service. Đây, bạn kích vào đây. Thì các bạn sẽ thấy đây là controller của nó, thì service của nó nằm ở đây. Thì ở đây trong này thì nó sẽ query thôi, đây là nó truy vấn này, nó truy vấn này. Đấy, để nó check, nó search và nó phân trang các kiểu. Đây thì là đoạn truy vấn của nó đây. Đoạn này nó chỉ là bypass ra những cái thông tin để nó search thôi. Đấy. Tiếp tục store thêm mới thì ở đây các bạn nhìn thấy. Đây thêm mới này. Đấy, ví dụ nhá, mình sẽ ví dụ. Đây các bạn copy. Ok. Mình sẽ import vào. Đây các bạn nhìn thấy này, method post này, product store này giống cái danh sách, chỉ khác một cái là thay list bằng store và method là post này, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong cái controller này. Đây, method là post này, path nó là store thì nó sẽ là hàm này. Nó sẽ gọi làm store trong product service. Đây. Đây các bạn nhìn thấy nhá, gọi trong này. Đấy, thì ở đây nó sẽ thực hiện cái việc lưu data truyền vào. Đấy, bằng cái cục ở cái cục này. Thì trong này các bạn điền thông tin thôi là được. Đấy. Thì ở đây cũng tương tự như show hay update. Đấy. Các bạn cần hiểu. Cần hiểu cái này thì là gì? Ở các module như là menu này, article này, category nó đều tương tự. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy. Ok. Ở video sau thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn là thực hiện những cái file DTO này. Nó là gì? Đấy. Mình sẽ giải thích từng cái hạng mục một và theo từng cái video một để các bạn có thể hiểu hơn.